Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người lại quay trở lại với kênh xem bóng đá lão có tiền của mình. Hôm nay thì mình sẽ nhận định trận đấu giữa Watford và Aston Villa. Vâng, thì trước khi đi vào nhận định chính của trận đấu, mình xin chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm Zalo của mình. Hôm qua đã ăn 4 trên 5 kèo đấu mình đưa cho tất cả mọi người. Anh em nào chưa kết bạn với Zalo với mình, hãy nhanh tay kết bạn với số Zalo của mình 0867551617 để mình đưa ngay vào nhóm nhận kèo bóng miễn phí hàng ngày các bạn nha. Để anh em không phải đợi chờ thêm nữa thì mình sẽ đi vào nhận định chính của trận đấu này. Vâng, thì ở cái trận đấu này, khi mà các cầu thủ Aston Villa sẽ tiếp đón các cầu thủ Watford, thì hiện tại hai đội đang có vị trí rất sát nhau ở trên bảng xếp hạng, khi mà Aston Villa đang đứng ở vị trí thứ 18 và Watford thì đang đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Vâng, trong những trận đấu gần đây thì Watford đã quay trở lại và thi đấu thật sự là khá là tốt. Ngay trong vòng đấu vừa rồi thì họ đã cầm hòa các cầu thủ Tottenham Hotspur các bạn nha. Và hiện tại đây là cái bảng xếp hạng, mình sẽ cắt nguyên phần dưới các bạn này. Watford thì sau 23 vòng đấu đang ghi ở 23 điểm và có 3 chiến thắng cùng với 2 trận hòa trong 5 trận đấu gần đây nhất. Còn về phía các cầu thủ Aston Villa thì đang có ít hơn các cầu thủ Watford 1 điểm và có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 trận đấu gần đây nhất. Và về lịch sử đối đầu của cả hai đội thì ở trong 5 trận đấu gần đây nhất, các cầu thủ Aston Villa không chiến thắng được Watford các bạn nhé. Vâng, hai đội có một kết quả hòa và Watford thắng 3. Ok, và cái đội hình ra sân dự kiến của cả hai đội ở trận đấu này như sau. Về phía các cầu thủ khách thì sẽ vẫn là Defoe, Danny hay là Doscos. Vâng, còn về phía các cầu thủ Aston Villa thì hiện tại thì các cầu thủ Aston Villa thì không còn quá nhiều những cầu thủ chất lượng và như những thời mà ngày xưa khi mà Aston Villa có tên tuổi nữa, mà hiện tại năm nay thì họ đang đứng ở vị trí thứ 18 và đang phải đối mặt với vị trí xuống hạng. Nếu như họ không cải thiện cái khả năng thi đấu của mình thì chắc chắn là năm nay Aston Villa sẽ xuống hạng mà thôi. Vâng, thì ở cái trận đấu này nhà cái đưa ra cái kèo đó là bằng bóng anh em nha, bằng bóng. Ở trận đấu này thì mình vẫn tin tưởng là với cái phong độ hiện tại thì Watford sẽ thi đấu tốt hơn ở trận đấu này và sẽ có một chiến thắng ngay trên sân nhà của các cầu thủ Aston Villa. Và mình sẽ nhận định trận đấu này thì mình sẽ chọn cái kèo đó là kèo Watford các bạn nha, Watford bằng bóng nha. Vâng, trong thời gian vừa qua thì mình cũng đã làm rất nhiều video nhận định rất nhiều kèo cho anh em ăn full rồi. Thì cũng mong anh em luôn luôn theo dõi kênh, ủng hộ kênh của mình bằng một like, một share và một đăng ký kênh. Các bạn đừng quên nhấn chuông để có thể nhận những thông báo mới nhất từ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở cái video lần sau.